Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây chúng tôi xin liên giới thiệu động cơ rung một pha 220V có thể điều chỉnh lực rung CVM, có tổng chiều dài là 155mm, có tổng chiều rộng là 110mm, có tổng chiều cao là 75mm, tâm lỗ chân đế ngang trục là 85mm, tâm lỗ chân đế dọc trục là 60mm. Sau đây chúng tôi sẽ cấp điện cho sản phẩm. Sau đây là cách giảm lực rung của động cơ. Chúng ta mở hai nắp sambo của hai đầu đầm rung. Sau đó tháo đều từng lá búa ở hai đầu của đầm đến khi đạt được lực rung mong muốn. Ngoài ra, chúng tôi còn các công suất như 40W, 120W, 60W. Để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi ở chi nhánh Ba Miền, Bắc Trung Nam. Số điện thoại và địa chỉ nằm ở phần mô tả phía dưới. Xin cảm ơn.